Tuyệt vời các bạn ơi. Ok các bạn, bây giờ mình đi cắt cái cây châu dớn này về để làm nộm các bạn nhé. Đây, cắt ngọn của nó này, rất là non luôn. Loại này về trần qua nước sôi là luộc qua là mình làm nộm rất ngon. Cuộc sống đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Ở trong kia có cây to chưa? Đây có cây này các bạn này. Đấy, non tơ. Nào, anh em mình đi dọc bờ suối này, theo bờ suối này lên này. Cây dương xỉ cắt đầu dớn đấy. Cái khoang này tắm cũng đã lắm này các bạn này. Thích cũng sâu các bạn này. Tắm mát. Đây có con chó nhà tôi đi theo các bạn. Ngoan lắm. Nào đi đâu cũng theo. Đi đâu cũng theo. Thả mít. Đi đâu cũng theo. Giờ chúng ta đi vào tiếp lối này vào để xem là có còn cái cây rau dớn không nha các bạn nhé. Đi thôi. Đây các bạn ơi, sau một lúc tôi đi dọc theo con suối và lấy được
hái được một ít rau dớn này về tối làm nộm với măng nha các bạn nhé. Măng nứa trên rừng luôn, ngon đấy. Tắm suối tiếp nhỉ các bạn nhỉ. Rồi lại tắm tiếp này.